tạm đình chỉ cô giáo đánh tím đuôi học sinh lớp 3 ở Đắk Lắk. Sáng nay ngày 13 tháng 10, bà Mai Thị Hồng Hà, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk cho biết phòng đang làm việc với ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Du, xã Hòa Thắng về sự việc giáo viên đánh bầm tím đuôi học sinh lớp 3. Trước đó, vào chiều ngày 12 tháng 10, một tài khoản Facebook đã đăng tải thông tin kèm hình ảnh một bé gái bị đánh bầm tím ở vùng đùi. Tài khoản này chia sẻ, đây là cháu TBTD, lớp 3, trường tiểu học Nguyễn Du, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, do cô AT chủ nhiệm. Cháu quên mang bảng con, bị cô giáo gọi lên bảng làm bài. Cháu làm bài sơ sài nên cô đã dùng thước gỗ đánh 15 cái vào đùi, khiến cháu phải lết từ trên bảng về chỗ ngồi. Không chỉ riêng cháu bị đánh như vậy, cô này thường ném vở và tát các học sinh trong lớp, nhiều cháu bị đánh vào lưng. Theo bà Hà, sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo phòng mới được biết và yêu cầu nhà trường báo cáo. Sau khi sự việc xảy ra, cô giáo và ban giám hiệu nhà trường đã đến nhà xin lỗi phụ huynh. Tuy nhiên, những người thân của học sinh này vẫn bất bình nên đưa thông tin lên mạng xã hội Facebook. Cũng theo bà Hà, những năm trước, cô giáo này không được bố trí đứng lớp thường xuyên. Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm khắc vụ việc, nhà trường cũng đã tạm thời không cho cô giáo này đứng lớp. Và chiều hôm qua, hội đồng kỷ luật của nhà trường cũng đã họp, tuy nhiên chưa thông báo kết quả với phòng. Sau buổi làm việc sáng nay, mức kỷ luật sẽ được công bố, bà Hà cho biết. Những tin tức mới nhất về vụ việc này sẽ được Vietnamnet cập nhật trong các bản tin sau.